À, chào bà con, hôm nay mình theo đứa cháu đi lau chùi nhà cửa, quét vườn, làm vườn và chơi ráo hết, xi măng chi cội hàn xì chơi hết luôn. Thì đi làm về cho nó có hoạt động thì người nó khỏe mạnh. Đây ai mà có nhu cầu về lau chùi nhà cửa hay gì đó thì liên lạc với Hoan có đồng ngọ bà con ha. Liên lạc với Hoan là kia nó cái gì cũng thầu hết luôn, cái gì cũng thầu hết á. Dọn dẹp nhà cửa rồi màn gió gì ông chơi luôn, giá cả cũng phải chăng bà con ha. Thì ai có nhu cầu về rửa nhà cửa hay có bao sơn không, sơn có làm không? Sơn thì cũng chơi luôn bà con ha. Có gì ai có nhu cầu gì đó thì cứ lên là co Hoan, con ông ngọ ở Dốc Mơ đó. Nhiều người coi như lớn tuổi rồi hay không muốn làm mấy cái lau chùi này đó, thì Hoan sẵn sàng giúp bà con với giá cả phải chăng. Ở Việt Nam hiện nay coi như đường xá người ta cũng trải nhựa này kia xây cũng ngon lành giống như hải ngoại rồi, thành ra cái bụi nhá, nó cũng đỡ nhiều. Rồi lau chùi nhà cửa đó thì nếu mà ai muốn bảo trì nhà cửa cho nó sạch sẽ thì cứ liên lạc con Hoan. Thì nhất là mấy cái dịp Tết đó bà con, nếu mà nhà cửa sạch sẽ đó thì làm ăn nó sẽ thành công, nhà cửa sáng sủa này kia nọ, coi như tiền vô như nước vậy bà con ha. Thì cái nhà cửa mình sáng sủa thì ông trời sẽ tạo cho mình cái đầu óc minh mẫn để kiếm công ăn việc làm hay buôn bán gì đó, nó suôn sẻ hơn. Đó, giờ bắt đầu sáng trưng trời đất ha. Sau khi lau chùi rồi xịt cái rồi sáng sủa. Hoan muốn nói số điện thoại vô đây không? Không có chú. À, nhiều người họ muốn nhờ Hoan. Thôi. Thôi hả? Coi như quảng cáo quá, cái nhiều người họ gọi quá, tại đây bận như cái bận việc quá cũng kẹt ha. Thì ai có nhu cầu thì cứ liên lạc qua Hoan. Tin số điện thoại thì Hoan bảo thôi kệ nó, từ từ để người ta biết thì người ta cũng gọi thôi. Ok, cảm ơn bà con theo dõi ha. Bây giờ mình tạm thời mình ngưng máy nha.